Riley, sao con chưa soạn hành lý nữa? À, mẹ lúc nào cũng cằn nhằn. Mẹ làm ơn để cho con yên một giây thôi được không mẹ? À, sao phản ứng dữ vậy? Mới bấm nhẹ có cái à. Mấy người hồi nãy mới làm hư cái bảng điều khiển đó. Riley, con sao vậy? Ờ, mẹ buồn rồi kìa. Con hổn quá đi. Không sao đâu, con yêu. Mẹ bấm nhẹ heo thôi mà. Đó, đó rồi mà không tin. Coi người chuyên nghiệp ra tay nè. Con quá đơn giản tinh thần để tới chỗ cất cạn hay bất cứ nơi nào trên trái đất này. Đồng ý cái này bị hư nặng hơn rồi. Không sao, chúng ta đều biết ngày này sẽ tới. Đừng quên nha, ta đã thống nhất là sẽ đón nhận nó thật bình thản. Nhưng đúng là con bé hôi thiệt. Hôi quá vậy. Giữ bình tĩnh, nhớ bám vô kịch bản đã có sẵn. Con không có hôi một chút nào hết con yêu. Mà do con đang trưởng thành. Con còn nhớ con bướm tuyệt đẹp mà mình thấy ở công viên tuần trước không con? Đó, con bướm đó rất độc. Từ 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 từ. Mất gì? Con không muốn nghe nữa, mẹ tránh ra đi. Xong, ta vừa mới nếm thử trái đắng của 10 năm tới.